mãi mãi yêu hai người. Cảm ơn mãi mãi yêu hai người nhá. Thank you mãi mãi yêu hai người nhá. Xem ra moment trận em be, lúc anh nóng giận em cứ sợ anh lôi võ thuật của anh ra cần hết cái lobby gam như những năm cấp 3. Cảm ơn Quốc được không em ơi? Dù sao thì mình cũng phải biết cần kiềm chế những cái hành vi đấy xấu, mình không hề tự hào khi mà mình nhắc lại, nhưng mà nó là quá khứ, mình chấp nhận điều đó. Ok, sức khỏe hơn người thì sao? Ok, có thể chấp 5 thằng, 6 thằng thì sao? Nhưng mà không, mình không có lạm dụng cái điều đó để lấy lợi thế trước mặt người khác. Chưa bao giờ thấy Levi vật tay với những người trong game đúng không? Chưa bao giờ thấy Levi vật tay nói chung đúng không? Tại vì sao? Mình không có làm cái điều gì đó khi mình biết chắc chắn mình sẽ thắng. Không đáng để phô trương ra như thế. Đó, 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 đây là thế lính đẹp của mình nhé. Anh em thấy Serat khó chưa? Họ bắt đầu khó hơn trong việc farm rồi đó. Về ăn sen nhá anh em ơi. What the fuck, mình muốn về ăn sen nhưng mà con xe khó biết vậy, mình đánh nó cho mất tốc biến luôn đi. Hả? Bị hồi kịp Pokemon ạ. Yeah. Pick con Nire này, mình có PK đúng rồi. À, nào mua đi vật. Lát nữa anh Khánh có thể mở cho anh em kênh chat xem clip anh knock out đối thủ trận chung kết Taekwondo toàn Bắc Ninh ngồi cấp 3 được ca ạ. Clip đấy anh không thích đâu, tại vì nó cũng không quá dài anh em ơi. Cảm ơn Quốc nhá, cảm ơn em. Sẽ lý do anh từ chối tham gia giải Taekwondo toàn quốc năm đó không ạ? Anh muốn giải đấu đấy mọi người có một trận chung kết nó hấp dẫn hơn. Tại vì tính chất của trận chung kết thì mình cũng không thể nào mình để cho trận chung kết toàn quốc ra một cách quá một chiều được. Theo đúng luật là mình tham dự hoàn toàn với tư cách là một vận động viên bình thường, nhưng mà cái sức mạnh thể chất bên trong con người thì nó cũng không phải là một cái mà còn dễ dàng show ra được. Mà mình được tham dự thì mình cũng nghĩ đấy là một cái điều nó không được may mắn cho các bạn còn lại. Còn mình thì mình không thích cái đó. Giống như kiểu bây giờ cái kiến thức của bạn, bạn đủ học lớp 12 thì bạn đâu đi học lớp 1, lớp 2 làm gì nữa đâu đúng không bạn ấy? Để tôi lái xe cho, tôi là một tay lái lụa. Nhìn Wing về luôn. Đây luôn. Wow, một hit. Quá nhiều chiêu thức anh em ơi. Sống dữ đó. Yeah. What are you doing? What are you doing? Không có cái áp lực của con Ken Net đẩy. Nó phải ra thôi. Thằng nào gà thì bắt thằng đó. Cảm ơn bạn nào vừa hết nhỉ, hành chưa kịp nhìn tên đang áp lực cho được. Ây da, mất cơ nội tài rồi. Quỳ cái mất lá chắn liền, quỳ cái mất lá chắn liền. Ủa ơi, bắn rò không ping. Ping là tôi để yên cho nó bách rồi. Được cái giao tiếp anh em nhé. Rengar lên đánh mình nha anh em ơi. Sao biết Rengar đánh mình, tới Serat đang muốn về. Muốn về nó không muốn về nữa, không muốn về nữa vì sao? Vì Rengar đang ping đang tới á.
Kiểu anh em nào quen Thái Vinh thì gửi nó vô coi cái stream này anh em ơi. Kiểu thằng Thái Vinh nó không có biết động thái đối thủ, kiểu nó không có đoán được cái gì á. Khờ lắm, đối thủ làm gì cũng kiểu không đoán nổi à. Clip tiêu đề là anh em gửi clip này cho Thái Vinh dùm tôi. Tiêu đề của clip là anh em gửi clip cho Thái Vinh dùm tôi à. Khó quá, khó quá, khó quá. Về chứ. Đánh ở đây mình. Ra luôn. Hai người này mình đánh không được không? Tận không nổi á. Đập ghê luôn đó. Để tôi ra này, tôi ra. Ây da, thật. Quy lại vào đó nhở. Access được rồi. Đây đừng luôn anh em ạ. Thằng ấy lâu chết chảy. Gì đó. Thằng mồ xì mày chết, mày dám nhảy vào không? Mày dám nhảy vào không? Thằng mồ xì mày chết. Cái gì cũng trên anh em. Té hết móng bút rồi. Về TP. Có phải là tính toán không vậy? Dã man nhở? Sao mà thằng này tốc biến để cho cái tay đi hướng này, rồi con át đã bắn rò vào hướng này từ bao giờ rồi? Ê, easy lớp à, bắn rò ghê ấy. Thằng võ đã rescan 5 lần. Tại sao? Nãy bên bọn em đã xong tính chủ với anh một tấm mà trời mưa quá, tiếp lên mặt miếu. Cảm ơn Khang nha, cảm ơn em nhiều. Sao Khang ơi, dịp này dịp khác. Anh tuần nào cũng đá mà. Đầu quá. Yeah!